kiểm tra coi hôm nay là mấy anh có đứng đây không. Bạn có mấy hôm nay có nghe cái vụ mà ở công viên Tao Đàn không? Ở quận 1 á, có mấy cô chú người ta tập thể dục, người ta đi ngang á, cái đoạn đường đó thì bị cây đó gớt, cái nhánh cây thôi chứ không phải là cái cây đó, nó gớt xuống trúng làm sao cũng của tội luôn. Đây cái địa điểm cuối cùng trong cái địa phận của thành phố Hồ Chí Minh nè, thử coi hôm nay mấy anh có đứng đây không. Cái sân này các bạn có thấy nhìn thấy không, rất hơi rộng luôn, ô tô hay xe máy về đậu vô tư. Ở đây có băng ghế đá, còn khu vực nhà vệ sinh nè rất là thoáng. Rồi tiếp đó là kiểm tra lại coi đồ đạc trên xe coi nó có rơi đụng gì không. À còn một điểm quan trọng nữa, mình sắm xe mình có vài thứ rồi, thùng nè, rồi túi nè, thì để một video nào đó đi, mình sẽ quay chi tiết và quay sơ cho các bạn tham khảo nha. Cái này là mình tự chế hết nha, chứ không phải là bộ đồ nó có sẵn gì đâu, mình chỉ mua từ món gì mình chế cháo thôi. Cảnh sát giao thông các bạn ơi, này là đang kiểm tra gì đây, chuyên đề gì đây. Hello, xin chào buổi sáng tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phí Vu Cùng Tăng nha. Hôm nay là một ngày cuối tuần thì mình lại có việc đi về quê các bạn ơi. Vẫn là con đường quen thuộc mỗi khi mình bước ra khỏi nhà, nhưng mà hôm nay thì lại là ít xe hơn, đường rất là vắng tại vì cuối tuần mà. Còn đường sân bay này thì cuối tuần là nó vắng nhất, mấy ngày thường thôi kẹt xe đi thôi. Giờ này là 6 giờ hơn rồi. Đáng lẽ mình đi sớm rồi đó, nhưng mà hồi sớm giờ mình lo lu bu, mình gàn đồ các thứ nè, nên hơi lâu á. Giờ này cũng đông xe rồi, đi sớm khoảng chừng 5 giờ hơn thì trời nó mát và ít xe, còn giờ này hơi đông xe rồi. Thôi phải chấp nhận rồi chứ sao giờ. Như dù sao vẫn đỡ hơn là mình đi sau 7 giờ trời nó nắng và hơi đông xe, cũng làm mình hơi khó chịu tí đi giờ đó. Có đi sáng sớm là mát nhất. Thôi mình ghé vào đổ xăng nha, xe mình hết xăng hôm qua nay rồi, đổ xăng cái đi rồi mình đi tiếp. À, đổ cho em đầy bình xăng 95 đi. Rồi hơi gàn, hơi kỹ, hơi khó lấy, hơi khó tháo ra. Hôm nay là 21.600 rồi, xăng 95 à. 180k. 100 rồi. Rồi ok. Một trăm tám mươi k xăng hôm nay, xăng 95 còn có 21.670 đồng thôi các bạn. Đâu hồi đợt trước mình đổ là 22-23 nghìn gì đó. Rồi bây giờ tiếp tục lên đường thôi. Cái chặng đường mình đi hôm nay là mình đi từ Sài Gòn nè về An Giang,
mình đi cũng cuối tuần rồi, xong rồi thứ hai thứ ba mình lên lại, nên cái bà hướng dẫn viên của mình thì không đi được, tại vì ngay chăng ngày thứ mà mỗi người sẽ có công việc mà, vợ mình cũng đi làm nên không có đi chung với mình được. Và đợt này về mình cũng có việc đó, chứ không phải là về đi chơi hay đi đâu. Nên thôi mà dịp khác ngọn ảnh cuối tuần thì hai chồng mình để đi chơi và đi về quê thôi. Bình thường không biết trong mỗi chuyến phượt mà mỗi chuyến đi chơi của các bạn thì thời gian chuẩn bị setup để đồ lên xe và gàn xe, không kể thời gian mà chuẩn bị buổi tối hôm trước nha, thời gian mà buộc gàn xe rồi chắc đồ lên xe để đi á thì không biết bao lâu nha. Còn đối với mình là cái xe của mình á, tại xe mình nó để đồ lũ khủ à, tùm lum à, cũng có gọn gọn đó nhưng mà rất là lâu, tại mình phải sắp xếp lại nữa, vì cái chỗ mình ở không có gần cái xe được, không có để xe được, cái chỗ nhỏ xíu à, nên gửi xe một nơi rồi mình ở một nơi, nên cái việc mà để đồ lên xe á chắc sẵn á nó không có thuận tiện, nên là toàn là mình phải tha từ một điểm này đến điểm kia rồi mới để lên xe rồi mới gàn, thời gian tốn rất là lâu, thậm chí có khi là cả tiếng hơn đó chứ. Nếu mình hai chồng mình cùng đi á là để đồ lên rồi gàn á các thứ á, nhất là đồ đi cắm trại thì rất là nhiều luôn, lúc mắc hơn cả tiếng á, thì không biết các bạn là có gàn lộ lâu như mình không nha. Trường hợp là xe để nơi, người để nơi, đó là cái vị trí mình để á là nó không gặn xe, ví dụ gặn xe trong nhà trọ mình thì mình để dễ rồi, còn này chỗ vị trí mình ở là nó không có chỗ đi xe, toàn là phải gửi ở chỗ khác hết. Bình thường cái đoạn đường này nó kẹt xe lắm các bạn ơi, ai mà đi cung đường Nguyễn Văn Chỗi Cộng Hòa thôi khỏi nói rồi, chứ hy mong mà Phan Đăng Lưu nữa, trời ơi kẹt xe khủng khiếp. Đi làm mà giờ từ 7 giờ đến 9 giờ tao nói ha, nó kẹt thì thôi đi, kẹt không có chỗ thoát luôn, cứ nhích từng chút từng chút. Đi làm bỏ mai là mình đi sớm thôi, đi tầm giờ này nè là cũng 6 giờ hơn nè thì ok, còn mà đi tầm sau 7 giờ thì thôi xác định ha, nhất là khung giờ 8 giờ trời ơi khủng khiếp. Nhưng mà đó ngày thường thôi, còn cuối tuần thì rất là ít. Cuối tuần hình như là mình rất là thích chạy xe ở Sài Gòn này nha, nó vắng mà chạy đã. Nhưng mà được mấy dịp mình ở Sài Gòn vào cuối tuần đâu, toàn là đi chơi, đi về quê hoặc là đi có việc không à. Lâu lắm có một hôm ở lại Sài Gòn là lý do là mình ở lại dọn dẹp nhà cửa phòng họ các thứ, để cho nó tươm tắt và giặt đồ nữa, đồ đạc mình nữa, dọn dẹp cho nó gọn gàng lại đó. Rồi cứ muốn đi đây đi đó ở Sài Gòn các thứ, cuối tuần là thời gian là thoải mái nhất, chỉ trừ những cái khu vui chơi giải trí nha thì khách du lịch người ta rất là nhiều, còn các bạn mà đi làm như mình, đi làm giờ hành chánh rồi đi làm giờ trong tuần á thì hầu như cuối tuần người ta đi chơi chứ, thậm chí là người ta ở nhà thôi, đi xả stress thôi, hoặc là người ta chơi ở nhà thôi, không có đi đâu. Nên đường xá Sài Gòn rồi cuối tuần nó thì rất là thoáng. Ở cái đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa này, ngang mấy cái hàng cây cổ thụ này, thì không biết các bạn có mấy hôm nay có nghe cái vụ mà ở công viên Tao Đàn không? Ở quận 1 á, có mấy cô chú người ta tập thể dục, người ta đi ngang á, cái đoạn đường đó thì bị cây đó gớt, cái nhánh cây thôi chứ không phải là cái cây nữa, nó gớt xuống trúng làm sao ngụm củ tỏi luôn. Mà không phải là đi ngoài đường như thế này đâu, đi trong công viên nó mới ác hết chứ. Đi trong công viên mà còn bị sukana nữa thì không biết sao nữa, không biết ngoài đường có nào. Trời ơi. Mà khu công viên Tao Đàn đó, đối diện với Dinh Độc Lập, ngang nó là một cái cụm khu hồi xưa đó, là nghe đâu cũng ghê ghê lắm. Hồi trước mình cũng có ghé nó một hai lần, đi vô cho mấy con sóc nó ăn, lấy trái cây rồi cho nó ăn.
ta nói khu đó thôi. Không biết ban đêm có ai đi không á, chứ ban ngày thấy cũng đường đông đông á, nhưng mà ban đêm thì không biết có ai đi vô đó không ạ. Công viên Tàu Đạn thì trước giờ nó hay tổ chức mấy cái lễ hội như ngày Tết, hoa Tết các thứ. Chỗ đó cũng lớn mà, ngay cạnh Dinh Độc Lập luôn, nên người ta đi lại rất là thuận tiện. Đây, Dinh Độc Lập đây, có đoàn áo cam tập thể dục kìa đây. Buổi sáng ngay công viên đối diện trước cửa mà Dinh Độc Lập này các bạn, rất là đông luôn, rất là đông các bạn trẻ, người ta hay ngồi đó cà phê rồi tán dóc bà tám các thứ các thứ. Công viên bự lắm, ngay khu công viên đó rất là nhiều các bạn ngồi luôn. Buổi sáng mình đi làm ngang á, mà không hiểu sao mấy ngày hứ luôn nha, nhiều bạn trẻ lắm ngồi rất là nhiều. Đi học đi chơi hay đâu mà thấy đông lắm, ngày nào cũng vậy. Con đường thứ hai mà kẹt xe mà khi cái đoạn đi qua quận 7 dưới nhà bè này các bạn, ngay văn cầu ông Lãnh nè. Quận 1 đi sang quận 4 á là đường Nguyễn Thái Học nè, lên trên đó là đường Nguyễn Thị Nghĩa. Ta nói thì thôi đi, toàn là những giờ cao điểm không, kẹt xe khủng khiếp. Mình đi làm buổi sáng hay là đi về buổi chiều gì cũng vậy, kẹt xe dữ lắm. Hình như hôm nay đường thảm nhựa là sao, nhìn thấy đã đã nè. Mỗi hôm đường thì gớm lắm. Đi qua quận 4 là đi nhẹ nói khẽ cười duyên thôi. Tại sao kẹt xe quá trời mà. Còn mấy vụ kia là tôi không biết nha. Còn bình thường qua đây là kẹt xe lắm, chạy lê gai thôi. Cấm tăng ga nẹt bô vô số chạy tốc độ cao dưới mọi hình thức. Tại vì kẹt xe quá mà sao đi được. Còn vô khu mấy khu nhỏ nhỏ mà nẹt bô các thứ thì ăn hành thì tôi không biết nha. Rồi tiếp tục series là đoạn đường Nguyễn Văn Linh nha các bạn. Đấy, cái đoạn đường mà hầu như mọi video về quê á là tăng điệu quay ngang cái đoạn đường này hết trơn. Ai mà đi đoạn đường Nguyễn Văn Linh này từ các hướng luôn, cái hướng nào mà đi về miền Tây mà ai đi ngang đường Nguyễn Linh này thì chắc chắn sẽ biết rồi. Và hầu như là mọi người ở nhà bè nè, quận 7 nè, thậm chí là quận 3, quận 5 mà gần gần đây thì người ta cũng đi. Còn hướng lên trên mà khu vực quận 7 với Phú Mỹ đó là hơi kẹt xe nha. Cái đoạn đó kẹt xe lắm. Và cái đoạn đường này thì cũng đỡ hơn, nhiều khi nó cũng có qua cầu Phú Mỹ đâu, nó cũng đỡ hơn cái cầu Phú Mỹ kia. Đó, vừa rồi mà cầu Phú Mỹ nó chạy khủng khiếp không. Trời đất ơi, cái xe tải đó mà nó mắc phanh, má ơi. Ngoài cái cầu Phú Mỹ ra, cái đoạn đường nó dốc cầu nó rất là lớn, mà giữa cầu nó có tốc độ tối đa là chỉ có 60 thôi. Nhưng mà mình rất là sợ khi đi chung xe mà đường mà container xe tải cỡ lớn á, người ta chạy á, khủng khiếp lắm. Đổ dốc rồi thì thôi thắng mà cháy thắng luôn á, chứ phải một là giữ tốc độ, hai là phải canh với những xe container với xe xe tải thùng lớn, vì lúc đó người ta chạy đồ rất là nặng nhiều lắm. Chẳng những mình đi đường xe máy mà thậm chí mình đi ô tô rồi mình cũng vậy, mình cũng đều né ra hết trơn à. Một là mình chạy đi qua hẳn, hai là mình chạy sau hẳn luôn, nghĩa là lúc nào cũng lên giữ khoảng cách. Thường thường mấy anh tài xế mà chạy lâu lâu quá, người ta hay chủ quan thì vấn đề lắm, người ta chạy hay sát không à. Trời ơi, cái đó dễ nguy hiểm, tại vì chiếc trước thắng gấp phát là ăn đủ luôn đó. Vừa rồi cái vụ tai nạn rất là nghiêm trọng ở cầu Phú Mỹ đó, cũng do xe tải người ta chở hàng quá trời bị mắc phanh lủi xuống. Ngay đợt đó là hơi bị bộn tiền á, một chiếc mẹ, một chiếc SC90, chiếc đó vài tỷ không á, chứ đâu có vụ rẻ đâu. Anh tài xế hình như là chạy xe là mang biển tỉnh là 68 hay sao ở Kiên Giang.
không biết đền kiểu gì vậy. Ờ quên, lo chạy xe mà lo nói chuyện không mà không nhìn bản tốc độ. Đoạn đường này hơi nhạy cảm lắm. Ách xì cái là cũng mắc bánh mì nữa. Nên đặc biệt lưu ý các bạn ơi. Sáng đi mới có uống ngụm cà phê, chưa là miếng bánh nữa chứ. Thường thường thì trong mỗi chuyến đi của mình á, các bạn nào mà có theo dõi Tăng thường xuyên á, thì có hai cái tiêu chí mà Tăng luôn đặt ra á. Thứ nhất á, là mình đi luôn luôn phải là an toàn nè, đảm bảo tốc độ nè, theo quy định là mình chạy xe an toàn nè. Mình chạy không nhanh nhưng mình chạy an toàn. Cái hai á, đồ ăn uống á, là Tăng sẽ đem hết. Có nghĩa là gì, mình sẽ đem những gì mình chuẩn bị trước có thể. Ví dụ như ăn nhẹ, ăn sáng hoặc ăn dọc đường, rồi nước suối mình cũng đem ở nhà luôn. Mình cũng mua nước suối sẵn ở nhà và mình đem theo, tránh việc dừng lại dọc đường nhiều và tránh đi mua những đồ ăn lặt vặt ở ngoài mà nó không đảm bảo á. Cái câu chuyện mà mình tìm nhà vệ sinh nó cặt lớp, những đoạn đường mà vắng, những đường không có cây xăng petrolimet á và không quán nước nhiều á thì căng lắm. Đặc biệt cái gì là nếu mình ăn uống mà bị chọt bụng á thì mình phải tìm chỗ giải quyết. Mấy cái chỗ mà quán cà phê các thứ thì vào cũng tốn tiền rồi, thay vì cái tiền đó thì mình mua đồ sẵn ở nhà, mình mua ăn bánh này kia lặt vặt. Và mình ăn thì cũng không có nhiều đâu các bạn ơi, chỉ yếu là uống cà phê thôi. Vợ mình đi theo thì còn mua đồ ăn lặt vặt, và hai chồng mình cũng ít ăn lắm, không có ăn lặt vặt thường xuyên đó. Ăn sáng xong rồi uống ít nước rồi đi phượt thôi, còn là chạy xuyên suốt. Và lịch trình mình lúc nào cũng sẽ có sẵn một vài điểm để mình dừng chân đó. Xong thì mình dừng chân lại thì mình ăn bánh uống nước tiếp. Còn đến buổi trưa thì mình lại tìm cái quán phở, quán ăn nào đó, quán cơm rồi đó đó mình ăn. Nhưng mà lựa mấy quán nào mà nó chất lượng tí, đồng nghĩa là thì sẽ tiết kiệm. Nhưng mà ăn uống cái đó mình không có tiết kiệm được, mình tiết kiệm là nó sẽ phát sinh nhiều vấn đề, điển hình như là chọt bụng ra ngoài hết này cũng vậy. Hôm nay mấy cái điểm góc cầu này kia nọ cũng chỉnh lại cũng ok này, chứ mỗi khi như này nó dốc cầu này lên nó càng nhịp vậy. Hôm nay thảm nhựa được đoạn này ok rồi, nhìn mấy dốc cầu cũng đỡ hơn. Đây mấy cái bảng này là 50-50 không đó, chạy hút là bị lậm liền, hên xui lắm. Mình không nói trước được việc gì, nhưng mà vẫn có những điểm mà gọi là thâm niên luôn rồi, cố định luôn rồi. Thì những điểm đó thì các bạn nào mà coi video cũ của Tăng á thì sẽ biết ha. Mấy cái điểm đó là thường xuyên á, còn mà bữa đực bữa cái bữa chút bữa không á hên xui. Tùy theo mình chạy và tùy theo mình lúc mình đi nữa đó, lúc nào cũng các bạn 50-50 nè. Giờ mình sẽ chạy đi thôi, chạy qua cái điểm đó coi như thế nào, coi hôm nay có mấy anh có đứng đường không, có mấy anh có kiểm tra gì không vào ngày cuối tuần. Đầu tiên nha, là qua vị trí chỗ mà công ty Kim Hằng nè đó. Cái địa điểm này thì đang nói rất là thường xuyên rồi, hay bắn tốc độ á, gần tới cái vị trí mà cái tòa nhà đang xây dang dở, cái cầu gì Tăng quên tên rồi. Mấy anh hay đứng qua dốc cầu á bắn tốc độ lắm. Ở đây chỉ có tốc độ tối đa chỉ là 50 thôi, không chạy hơn đâu. Nên những ai mà chạy hơn thì nguy cơ, khi mấy anh đứng đó thì nguy cơ bị bắt cao lắm. Buổi sáng này người ta hay bày ra đường nó bán nè, hết luôn cái làn đường xe máy luôn rồi. Hiện tượng này thì các bạn có thể nhìn thấy sáng sớm à, là lúc nào người ta cũng bày ra đường người ta bán như này. Nhưng mà tới trưa là hết rồi, tới trưa thì nắng lên bắt đầu là người ta dẹp. Nhưng mà sáng sớm đông lắm. Mấy dịp trước mà Tăng hay đi về sớm á, khoảng 4-5 giờ mà đi về á, là đầy đường luôn. Rất là nhiều cô chú anh chị người ta để phía trước người ta bán nè, bày ra hầu như là nó chiếm luôn cái tới cái làn đường trắng giữa này luôn á. À cầu sập, đúng rồi, qua cái đoạn cầu sập này, cái chỗ cái liều bên đây nè. Hôm nay thì không biết các anh có đứng đây không, ở ngay vị trí mà có bảng cấm xe tải 2,5 tấn gì đó, khu vực gì đó. Rồi có xe đứng nè, nguyên cái đường ra nè. Hôm nay thì các anh không có đứng đây rồi. Rồi check in một điểm đầu tiên,
Đó, ok, không có các anh đứng. Giờ là chuyển sang điểm thứ hai. Rồi bây giờ mình đã ra tới quốc lộ 1A rồi các bạn ơi. Vừa qua dòng xe Nguyễn Văn Linh tới đoạn đường quốc lộ 1A này các bạn, hướng về chợ Bình Chánh á. Ở đây thì chích lên được 10 là chạy được 60. Tất cả các phương tiện đều chỉ chạy được 60 thôi nha. Đó, có bảng chỉ dẫn rất là rõ luôn nè, từ xa nè ha. Đó. Thì không biết hôm nay thì mấy anh có đứng không nha. Cùng heo tăng kiểm chứng nha. Đây cái đoạn đường mà tăng nói nè, vừa qua cái đèn xanh đèn đỏ ngã tư giao với đường Bùi Thanh Khiết á, ngay cái khu vực mà chuyên làm thép với tôn này nè. Ở cái bảng lớn nhất là cái bảng thép Vinh á. Đó. Lại tí là có một cái hàng rào màu xanh. Để kiểm tra coi hôm nay là mấy anh có đứng đây không. Đây cái địa điểm mà anh hay đứng đó. Nhưng mà hôm nay thì không rồi các bạn ơi. Vậy là mình đi ngay dịp là không trúng các anh đứng cho đó rồi. Thì từ cái điểm đó là chạy lên cái chợ Bình Chánh á, thì đâu đó là vài trăm mét hay sao, cần tới cây số. Và có một anh chạy Honda nguyên đoàn, chắc đi phượt miền Tây quá. Rồi bây giờ mình sẽ chạy tới điểm tiếp theo nha, là giao với Long An á, ngay dần cái bảng giao với địa phận của Long An á. Thử coi là mấy anh có chạy quanh quanh đó không. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi thôi nè. Đây cái địa điểm cuối cùng trong cái địa phận của thành phố Hồ Chí Minh nè, là giao với địa phận Long An nha. Thử coi hôm nay mấy anh có đứng đây không. Điểm này cũng hiếm khi lắm, thi thoảng thôi, không phải thường xuyên. Lâu lâu người ta mới bắt gặp một lần thôi, chứ không có thường xuyên như mấy cái điểm kia. Vậy là không có rồi các bạn ơi. Đây, ngay các bạn giao với Long An nè, km là 19224 nè. Rồi, như vậy là trong xuyên suốt từ sớm tới giờ, mình xuất phát tới bây giờ, giờ là tới đất Long An rồi, thì vẫn không thấy chốt nào. Ok. Và phương châm của mình luôn luôn là vậy, là chạy đúng tốc độ, chạy lai rai thôi, chạy quan sát, không có chạy phóng nhanh vượt ẩu. Không biết các bạn đi phượt như thế nào chứ mình toàn là cởi ngựa xem hoa thôi. Chạy hầu như là chạy tính tan nên cái thời gian mình đi rất là chậm. Bởi vậy đừng có ai nói là tại sao đi có 100-200 cây số mà chạy 4-5 tiếng, đó là vậy đó. Đi Đà Lạt thì 9-10 tiếng, thậm chí là nhanh lắm là 8-9 tiếng. Hay là do mình giặt hàng cứu đế rồi nên mình chạy không có còn bon chen, không có còn ham hố tốc độ nữa. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chạy thẳng mạch về An Giang luôn nha. Trên đường có gì hay thì mình sẽ quay lại cho các bạn cùng xem. Như có xe đám cưới mấy chiếc luôn, giờ đang chắc đi rước dâu quá hả. À giờ chắc đi đưa dâu, thấy xe bọc phía trước. Wow, Mercedes rồi. Thank you.
Hôm nay có vẻ bầu trời hơi ui các bạn ơi, thấy không có mà nắng. Không biết chạy gì dưới hay sao. Hy vọng là hôm nay mình về bầu trời sẽ nắng chứ không biết hên xui nha. Mưa thì chịu thôi, sao vậy? Rồi, sắp tới ngã ba về Bến Tre, Tiền Giang. Mình sẽ rẽ phải nha. Và wow, chiếc CB500 cũng đẹp quá chứ. Rồi tới đây thì mình sẽ tìm một cái điểm nào mát mát tí, rồi ăn miếng bánh, uống ly cà phê các bạn ơi. Đêm heo 6 giờ mà chưa có dịp dừng lại nữa, chưa tìm được chỗ ưng ý dừng lại. Chạy đèn chỉ vừa quay video kiểm tra mấy cái điểm bắn tốc độ hay là chốt giao thông với các bạn, nên mình chạy không nhanh được, chạy lê gai à. Đường xá này đâu chạy nhanh được đâu. Lâu lâu có mấy đoạn thì tăng tốc tí cho đỡ buồn ngủ à. Nên ai mà đi tour mà chung với tăng thì chán lắm, tại vì chân chạy chậm ghi à. Các bạn mà trẻ trẻ hơn mình thì chạy dữ lắm, có khi là chạy tour quay đầu đó chứ. Mình thì thôi không chơi môn đó rồi, cứ lê gai đèn mà chạy thôi. Nên bởi vì sao mà ít khi đi tour với các bạn trẻ là gì, và cũng ít đi tour nhiều là gì. Hầu như là có hai đứa em mình là hay đi tour của mình thôi, hai đứa nhỏ nhỏ mà hay đi chung mình đó. Các bạn nào coi video của Tăng thường xuyên thì chắc biết hai bạn đó. Thì cũng thi thoảng thì ngủ ghê tụi nó đi cabin, đi phượt này nọ để xả chết cuối tuần, hoặc là đi đâu đó cho thoải mái một tí. Thì chỉ được hai đứa nhỏ đó là mình hay ngủ, tại vì nó chạy cũng không cách giống mình đó và cũng hợp ý nhau nữa. Nói chung là hai đứa nhỏ là hợp ý bọn mình lắm, đi chơi đâu cũng ngủ hai đứa nhỏ heo, thấy dễ thương lắm. Còn mà chạy tua bào thì chắc không có rồi. Ai mà chung team mà chạy tình tan mà chạy giống như là cải ngựa xem hoa và tham quan cảnh đẹp là chính thì đi với Tăng nha. Và đặc biệt là chi phí là vừa phải thôi, mình không có gọi là hưởng thụ, mình mà mình gọi là trải nghiệm thôi, du lịch trải nghiệm. Bạn nào mà có cùng chung đam mê với mình và ở khu vực gần Sài Gòn, ở trong Sài Gòn, ở các quận mà gần trung tâm á, thì comment ở dưới nha. Đâu biết đâu hữu duyên lại mình có thể vài chuyến tour mình kết hợp với nhau mình đi, thế nó lại hay. Cuộc sống mà mình đâu biết trước được điều gì đâu, cứ vui đi cái đã. Mình làm việc gì cứ vui khỏe hòa đồng là ok, là mọi người đều có trách nhiệm và nghĩa vụ như nhau và quyền lợi như nhau, không có thiệt thòi ai hay là phần ai nhiều hơn hết. Rồi sắp tới cái điểm dừng chân quen thuộc của mình rồi, là cái điểm mà gần ở Tiền Giang này các bạn, gần về cái hướng Cái Bè á, là có cây xăng Petrolimex á, lớn lắm. Mỗi khi mà mình về đây gần hết xăng á là mình hay tấp vào cây xăng nè, mình đổ. Rồi cũng có nhà vệ sinh, rồi cũng có ghế đá các thứ để cho mình ngồi nghỉ hơi, xong mình ăn uống một tí, mình nghỉ mệt tí rồi mình chạy tiếp, rất là ok luôn. Mình đừng có dừng dọc đường, chim bất công ở đây có nhà vệ sinh à. Mình cứ vào mình đổi xăng hoặc là mình đi vệ sinh thì bình thường, đâu có vấn đề gì đâu. Rất là rộng luôn, thấy không, có khu vực cho mình hút thuốc nữa nè, đổi xe các thứ đây. Thay vì mình đổ xăng thường xuyên ở đây thì mình về mình cũng ghé được, mình ngồi ghế lao rồi sau đó thì mình đi vệ sinh các thứ. Cái xăng này các bạn có thể nhìn thấy không, rất là rộng luôn, ô tô hay xe máy về đậu vô tư. Ở đây có bằng cái đá, còn khu vực nhà vệ sinh nè rất là thoáng. Rồi mình sẽ dừng lại đây nghỉ ghế lao một tí, đi vệ sinh, rửa mặt, rửa tay, uống cà phê, ăn miếng bánh. Rồi tiếp đó là kiểm tra lại coi đồ đạc trên xe coi nó có rơi đụng gì không. Còn một điểm quan trọng đó, mình sắm trên xe mình có vài thứ, rồi thùng nè, rồi túi nè, thì để một video nào đó đi
cảnh đều đẹp đẹp đi. Ở khu vực đẹp đẹp á, mình sẽ quay chi tiết và quay sơ cho các bạn tham khảo nha. Cái này là mình tự chế hết nha, chứ không phải là bộ đồ nó có sẵn đâu. Mình chỉ mua từ món gì mình chế cháo thôi. Mình thì thích chế cháo mà, nên đồ mình toàn là chế cháo hết. Chỉ có mấy cái này mua, mấy cái này mua gì xong mình chế cháo lại. Rồi, ok. Sau khi mình nghỉ giải lao một tí thì giờ mình sẽ tiếp tục mình chạy nha các bạn. Giờ cũng đã hơn 8 giờ rồi, bắt đầu trời nắng lên rồi. Tranh thủ chạy về thôi. Để hồi về trưa nữa. Chơi một cái combo con bò đen này mà đi dưới trời nắng thì cực phê luôn á. Rồi, let's go. Ok con dê. Coi còn nhớ rồi, còn có quên gì không ta? Để quên là mắc cười dữ à. Rồi, tiếp tục thôi. Tiếp tục cuộc hành trình. Trung bình quãng đường mình đi thì là cứ 40-50 km/h thôi. Thì mình chạy về quê có 200 cây thì đâu đó là khoảng về 4 tiếng rưỡi. Không còn có đua bơi như hồi trước nữa. Hồi xưa mình hay chạy tốc độ cái nọ lắm. Nhưng bây giờ không rồi, qua cái thời kỳ đó rồi. Trước chạy về quê 3 tiếng rưỡi, 3 tiếng là chuyện bình thường luôn. Nhưng bây giờ là bất thường rồi, không có chạy cái kiểu đó nữa. Chạy 4 tiếng rưỡi, 5 tiếng. Thậm chí là có kẹt xe thì ngay dịp lễ thì còn dài hơn nữa. Hôm nay chủ nhật cuối tuần mà cũng có nhiều người về quê của ta ha. Chắc ở Tiền Giang với Long An này gần hay sao, người ta đi về tiện nè. Có 1-2 tiếng à. Về buổi sáng cái sáng hôm sau người ta lên lại, hoặc là tối nay người ta lên lại. Cũng tiện hơn mình chạy hơi xa. Nên mình đi trong ngày về nó quải lắm. Gần thì được chứ xa quá chạy cũng được á, nhưng mà nó mệt. Chạy lên còn đi làm nữa, hơi phê phê. Thích vi vu trên con xe mình hơn. Và nó cũng như là người bạn đồng hành của mình vậy đó. Nó chở hai chồng mình đi khắp nơi. Từ lúc mình mua con xe này tới bây giờ là mình cảm thấy là mình quá ưng ý luôn. Mình không có gì để chê hết. Nó quá là ok. Và những món đồ mình đã đeo lên người em ấy. Cũng mình cũng chế cháo thôi. Cái tư tưởng của mình là gì? Là dùng nha, dùng ok nha. Chứ không phải là thương hiệu hay là bất cứ ai. Mình không có quảng cáo thương hiệu cho bất cứ ai. Mình quảng cáo thương hiệu cho chính bản thân mình. Tự mình là ra. Nên những món đồ mình làm đây thì là nó chỉ là giá thành cũng vừa phải. Rồi chi phí lắp đặt nó cũng vừa phải. Nói chung mọi thứ là đều là trung bình tạm ổn rồi. Không có quá cầu kỳ hay là gọi là xịn sò. Nên nhiều khi nhiều người thấy hỏi ủa sao không có xài đồ xịn đi mà xài đồ gì kỳ vậy? Hay là đồ này gắn đồ kia các thứ bà la. Kể cái đó là người ta suy nghĩ thôi. Người ta quyết định là phải có đồ xịn, đồ sang các thứ. Thì đương nhiên câu chuyện là đồ xịn đồ sang thì nó quá ok rồi đúng không? Nhưng mà mình đâu có tài chính đâu. Mình chỉ là đi du lịch thôi mà, trải nghiệm thôi mà. Mang vác lực lên chứ đó là ok, đừng có gót gụng dọc đường rồi đừng có hư hỏng dọc đường là ok rồi. Giá thành mình đầu tư nó cũng hợp lý nữa. Nên câu việc là xấu đẹp là do mình cảm nhận thôi. Còn người khác cảm nhận như thế nào thì mình cũng không quan tâm mấy lắm. Mình hơi lập dị tí là những cái đồ mình làm hơi xàm xí đố và hơi khác mọi người xung quanh. Cảnh sát giao thông các bạn ơi, này là đang kiểm tra gì đây, chuyên đề gì đây? À, chắc nghỉ giải lao rồi. Đó, kiểm tra nồng độ cồn hoặc là kiểm tra ngẫu nhiên không à? Cảnh sát giao thông ở miền Tây là rất là dễ thương luôn. Trừ khi mình phải sai phạm gì nó nặng và nó nghiêm trọng kìa. Còn bình thường mình cứ chạy mọi thứ rất lịch sự thì chả có vấn đề gì hết. Các anh rất là bình thường và rất là vui vẻ luôn. Rồi mình đã về ngã ba An Thái Trung giữa Tiền Giang rồi Vĩnh Long dưới Đồng Tháp rồi.
Bên tay trái của Tăng là mình sẽ đi về hướng là cao tốc nha. Cao tốc là Mỹ Thuận Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2. Còn mà đi vòng ngược lại đi lên là Trung Lương Mỹ Thuận nha. Đó, đi hướng đi lên lại lên Sài Gòn. Còn hướng đi xuống là đi xuống dưới Cần Thơ. Sau này đường xá thông thoáng hết mà cao tốc làm được hết thì mọi người ta đi du lịch bằng ô tô đi xuống các tỉnh miền Tây này nó cũng tiện hơn ha. Đây nè, cái hướng ở Trung Lương Mỹ Thuận nè là hướng đi lên Sài Gòn nè. Còn hướng này là đi xuống như Cần Thơ. Mỗi lần về quê mà đi ngay chăng mấy dịp lễ với mấy cái dịp mà đông xe á, nó hơi cực. Nhất cái đường nhỏ nè, xe khách là nó chạy hết làn đường rồi, container chở hàng quá thì thôi quá trời. Khu vực ở miền Tây là mấy cái dựa mà trái cây á, rất là nhiều, hai bên đường rất là nhiều kho bãi về dựa trái cây, nên cái lượng mà xe khách, xe tải rồi container các thứ rất là nhiều, người ta đi ra vô luôn. Thiệt thòi nhất là vẫn là xe máy hết đường đi luôn, chạy rất là bò không à, không có chạy nhanh được. Trước khi qua đến mảnh đất An Giang thì mình sẽ chạy qua hai cầu nha, một là cầu Cao Lãnh này, hai là cầu Dòng Cống, là hai cầu bắc ngang sông Tiền và sông Hậu, kết nối được An Giang với Đồng Tháp, bỏ bớt cái vụ phà hồi xưa rất là nhiều. Bây giờ người ta vẫn còn đi phà, nhưng mà cái lượng thuận tiện và xe tải xe khách đó, người ta đi cầu nhiều hơn, nên cũng đỡ, mà mình cũng đỡ cái vụ mà kẹt xe kẹt phà nữa. Rồi có mấy bạn vaccine boy này chạy đây. Đó bắt đầu nè, đó thôi mình là không còn mấy cái thiết tha mấy cái vụ mà vượt cái ghê đó đâu, chạy vèo vèo đâu, cứ tà chạy thôi. Bởi tại sao mà 40 km từ ngã ba An Thái Trung này, Tiền Giang này, mình đi về hàng An Giang có 40 cây thôi, và mình chạy hơn tiếng là gì đó. Mình cứ bò thôi, có tốc độ là 30, 40, lâu lâu thì được đến 50 là rồi. Mệt chỗ nào thì mình dừng chỗ đó, mình ăn bánh rồi mình nghỉ ngơi rồi uống cà phê rồi mình chạy tiếp, đâu có gì mà phải chạy gấp gáp hay là chạy bèo bèo đâu. An toàn vẫn là trên hết. Ơi, nghĩ giờ làm thế nào? Có người đến, có người đi và có người ở lại. Có lúc cười, có lúc vui và có lúc ăn. Chúng mà ta học được nhiều nhất là cách xin lỗi và lời cảm ơn mặt trời. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của Tăng nha. Cái chi tiết cái em mà xe máy cày rồi của mình thì mình sẽ làm một video cụ thể để cho các bạn cùng tham khảo nha. Nói chung là những món đồ này thì mình cũng tự chế thôi, chứ không có gọi là mua chính hãng gì hết. Tất cả chỉ là sử dụng được thôi. Ok, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo của Tăng nha. Bye bye. Là một ngày đắm say, đắm say, đi đắm chơi nhất, là cái mình còn đắm say.